mọi người, welcome back to Cô Ba Nhỏ Channel. Chào mừng mọi người trở về với channel, cái kênh YouTube Cô Ba Nhỏ của mình nha. Hôm nay mình làm cái video này. Khoan đã, mọi người thấy mình đang ở đâu không? Mình lại đang ở trong phòng họp. Vậy thì mọi người có nghĩ được là, có đoán được là tại sao mình ở trong phòng họp hôm nay không? Là tại vì hôm nay là giờ ăn trưa mà mình lại buồn ngủ. Thường thường giờ trưa cứ lại hay buồn ngủ. Giờ trưa buồn ngủ, tính chui vô đây ngủ một giấc. Nhưng mà mình check cái, mình lấy cái phone ra mình check á, thì mình thấy là mình đã được 1.000 subscribers rồi. 1.000 người đăng ký vào channel của mình. 1.000, con số 1.000 vừa rồi khi mà mình làm cái video kỷ niệm 100 subscribers á, thì lúc đó có 100 subscribers, lúc đó là đầu tháng 3. Thì mình nói là ok, cái goal, cái đích của mình á, là tới được 1.000 subscribers tới cuối năm 2017, là tháng 12, mà bây giờ mới có tháng 4 mà mình đã được 1.000 subscribers rồi. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ channel của mình, không ngại bấm nút subscribe để nhận được thông báo khi mà mình post những video mới lên. Và mình cũng cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình, theo dõi những cái phim về học tiếng Anh, tiếng Việt hay là đời sống ở Mỹ. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiện đây thì mình nói luôn là có một người email cho, không phải email, có một người leave a comment để cái lời nhắn ở dưới cái video của mình đó, là tại sao mình cần tới 100.000 người subscribers để làm gì, sao mà tham quá vậy. Thật ra thì mình không có cần 100.000 người subscribers đâu, 1.000 người cũng đủ, bao nhiêu người cũng đủ hết. Mình làm những video này là mình thích làm để mình chia sẻ tới tất cả mọi người thì mình làm thôi. Một người coi, hai người coi, ba người coi, bốn người coi, bao nhiêu người coi cũng, it doesn't matter. Mình không cần biết là bao nhiêu người coi, it doesn't really matter. Mình không ngại bỏ thời gian ra làm những video này cho mọi người xem mà học hỏi được, biết được nước Mỹ như thế nào. Vì mọi người, vì có những người không có dịp qua nước Mỹ, không có dịp đi tới đây, đi tới kia, thì mình làm những video này mình chia sẻ tới cho mọi người. Thì mình mong là chỉ một người, hai người, ba người xem được thôi, chứ mình không có tới cần tới 100.000 người subscribers đâu. Thì khi mà ở cuộc sống thì mình lúc nào mình cũng có một cái goal là cái mục đích của mình đó, là mình muốn tới, mình muốn đạt tới cái điểm nào. Thì mình chỉ nói cho vui vậy thôi, là mình cần tới 100.000 người subscribers để có cái nút bạc, silver button của YouTube nó gửi về cho mình á, là nói vậy cho vui thôi, chứ biết chừng nào mới được có tới 100.000 người. 1.000 người bây giờ thôi là mình cũng đã vui lắm rồi. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người luôn. Vì đây 1.000 người, khi mình thấy những con số người đăng ký vào channel và những cái view, là những cái lượt xem của những cái video của mình á, thì mọi người biết mình nghĩ sao không? Không phải là mình nghĩ sao, mà mình cảm thấy vui vì những video mình làm ra có một chút xíu giá trị gì đó đến cho mọi người. Mà phải nói sao ta? Nó giống như là ủng hộ tinh thần cho mình vậy đó. Thì mọi người giống như là ủng hộ tinh thần cho mình. Thì mình rất là cảm ơn, rất là cảm ơn mọi người luôn. Sẵn đây có 1.000 subscribers, thì mình chia sẻ thêm, mình nói thêm, tạm gọi cái video này là tâm tình cùng cô ba nhỏ tiếp nha. Cô ba nhỏ nhiều chuyện lắm, thích tâm tình lắm. Có những người comment cho mình, để cái comment ở dưới đó rất là dễ thương luôn, rất dễ thương. Khi mà đọc á, nghe nó mát ruột, mát lòng dễ sợ luôn vậy đó. Mình cảm ơn tới tất cả mọi người, những người mà để những cái comment rất là dễ thương, rất là lịch sự. Có những bạn ghi là cô ba nhỏ có giọng nói dễ thương quá, cô ba nhỏ nhìn dễ thương quá, cô ba nhỏ có nụ cười đẹp quá. Hay là có người nói là giọng cô ba nhỏ nghe dễ thương, giọng miền Nam rất chuẩn. Cảm ơn cô ba nhỏ vì những cái video giúp ích tới cho mọi người. Chúc cô ba nhỏ sức khỏe này nọ vậy đó. Mình đọc mà mình cảm thấy rất là vui, rất là mát lòng, rất là ấm lòng luôn. Thì có một bạn
không biết phải nên gọi là bạn hay là anh hay là chú hay là bác. Tạm thời gọi là bạn đi ha, tại vì mình không có biết tuổi tác của mọi người. Khi mà leave cái comment thì mình chỉ thấy vậy thôi, thì mình chỉ gọi xưng là bạn, và mình gọi là bạn xưng mình thôi, chứ mình không có biết tuổi tác, cho nên không có biết xưng là cô hay chú hay cậu hay anh gì hết. Thì có một bạn để lại lời nhắn là cô ba nhỏ tên gì vậy, thì mình nói thôi cứ tạm gọi là cô ba nhỏ đi, cần biết tên để làm gì. Thì cái anh đó, cái bạn đó mới đặt cho mình cái tên dễ thương lắm mọi người. Đặt cái tên cho mình là The Blue Angel, có nghĩa là thiên thần màu xanh. Dịch ra là như vậy đi ha, The Blue Angel. Thì mỗi lần mà anh leave hay các bạn đó leave cái comment á, là toàn là cảm ơn The Blue Angel nhé, hay là chúc The Blue Angel một ngày tốt đẹp nhé. Dễ thương dễ sợ luôn vậy đó. Cảm ơn anh, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Có một cái video cái video mà mình làm là kỷ niệm 250 người subscribers đó, thì mình có nói ra là mình có những cái plans, những cái plans tiếng Việt là gì mình phải đi tìm, bây giờ không có nghĩ ra chữ plans là gì. Những cái ý định đó là thí dụ như mình sẽ làm những video gì tiếng Việt, tiếng Anh, đời sống ở Mỹ gì gì đó. Thì có một người comment như vậy đó nè, mình không có mang theo cái phone đang quay phim rồi, không có coi cái comment đó được. Mà cái comment đó, cái người đó nói là có đủ thời gian không? Công việc, gia đình, con cái, có đủ thời gian làm những cái video đó hay không? Khi mà mình đọc xong mình cảm thấy sao ta? Thật là xúc động luôn. Tại vì có một người hiểu được là làm những video này rất tốn thời gian. Tốn thời gian tại sao nè? Tốn thời gian của mình quay nè, edit nè, post lên nè, thì tốn thời gian đó. Và dĩ nhiên là người đó hiểu được mình còn có đời sống của mình ngoài những cái video này nữa. Mình vẫn đi làm 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần, thứ bảy chủ nhật còn đi dạy Việt ngữ nữa, và những công việc cộng đồng khác nữa, và những video này nữa, còn phải dạy cho con đi học bài, chở con đi chơi này nọ nữa, rất là nhiều công việc. Thì khi mà mình đọc được cái comment của bạn, nó nói là có thời gian không, từ từ nhá, rồi thì mình cảm thấy thật là xúc động luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Có một bạn khác nữa, hôm nay mình nhiều chuyện mình đi khoe những cái comment mà mình đọc, mà mình cảm thấy là mình sẽ không bao giờ quên. Mình cảm ơn những người này rất là nhiều đã cho mình ủng hộ tinh thần cho mình để làm thêm những video này. Thì có một bạn ghi là như vậy nè, khi channel có nhiều người biết đến thì sẽ có những người vào comment không có hay. Có những người, cái này không phải là nguyên cái văn ảnh viết đâu, mà tại vì mình không có đọc được, cái người đó anh đó hay chị đó gì đó viết là như vậy đó. Khi channel có nhiều người biết đến thì sẽ có những người vào comment, người ta comment mà không có lịch sự. Thì ảnh ghi là mong rằng channel của cô ba nhỏ không có bị như vậy, không có gặp những chuyện như vậy xảy ra. Thì mình khi mà mình đọc được comment đó, ơi mình vui thì cũng vui, không biết nói sao, nhưng mà mình reply lại, mình trả lời lại cho bạn đó liền là mình cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn hiểu được, vì bạn hiểu được là khi làm những video này ra không phải ai cũng thích hết đâu mọi người ơi, không phải ai cũng vừa ý hết đâu. Giống như là làm dâu trăm họ vậy đó, tuy là mình làm những video này hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí đến cho tất cả mọi người, nhưng mà có những người không có vừa ý, có những người không có vừa lòng. Thì mình ghi liền, mình trả lời lại liền tới cái bạn đó là mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Khi mà đọc cái đó mình thấy cái cảm xúc dễ sợ, bây giờ nói tới cũng cảm thấy giống như là nghẹn ngào đây nè. Vì mình nói là không có tránh được những cái trường hợp người ta không có ưa mình, người ta để những cái comment rất là xấu, thì mình không thể nào tránh được, và chỉ mong là những trường hợp đó ít xảy ra với channel của mình thôi, chứ không thể nào là không xảy ra với channel của mình được. Vì người này người kia mà, bàn tay năm ngón, ngón dài ngón ngắn ngón mập, ngón cao ngón thấp, cho nên là trên đời mà cũng có người này người kia. Thì ngoài những cái comment rất là lịch sự, rất là ủng hộ tinh thần cô ba nhỏ để làm thêm, tiếp tục làm thêm những cái video này, thì xen kẽ những cái comment lịch sự đó thì có những comment rất là
không nghe không có xuông tai, nghe không có xuông tai, nghe không có lọt lỗ tai. Có một người leave comment, để lại một lời cho mình, chỉ có một chữ thôi, chỉ có một chữ thôi. Mọi người đoán được là chữ gì không? Chỉ có một chữ thôi, đó là ngu. Khi mình đọc xong mình thấy ngu. Người này một là nói mình ngu, hai là người đó nói người đó ngu. Mình không biết cái nào thôi, cho là cả hai đều ngu đi. Nhưng mà bạn ơi, nếu mà bạn có xem được video này á, thì nếu bạn nghĩ cô bé nhỏ ngu, nếu người ta, bạn nghĩ người ta đã ngu rồi, thì bạn ghi một chữ người ta sẽ không có hiểu đâu. Bạn phải viết tại sao người ta ngu để người ta còn học hỏi nữa. Còn nếu bạn chỉ ghi một chữ như vậy thôi thì có lẽ nhiều người khác đọc sẽ nghĩ là bạn nói bạn như vậy đó. Có những người vào chửi đó, chửi cũng có đấy nha. Mình đâu có làm gì đâu mà cũng bị chửi đó nha. Thì người này người kia, có người ưng, có người không ưng, có người ưa, có người không ưa. Chửi chửi nhiều lắm. Thôi thì không có dám nói ra, tại vì những cái miệng nó xinh thế chỉ nói điều xinh, cái miệng nó xinh thế chỉ nói điều hay thôi, cho nên là mình không có thể nào nói ra những cái chữ mà tục tiểu như vậy được, ra nó không thể nào. Mình đọc một lần mình còn, khi mà mình đọc mình còn cảm thấy ghê nữa, chứ đừng nói chi là mình có thể nói ra những cái từ đó. Thì mình khi mình cũng biết là làm những cái video này ra có người thích có người không thích, thì số lượng người ủng hộ và số lượng người thích comment là cứ làm tiếp tục nhá, thì rất là mình cảm ơn những người này rất là nhiều. Và cũng cảm ơn luôn những bạn đã bỏ thời gian ra để lại những cái lời nhắn, để lại những cái tin nhắn cho mình mà không có hay. Cũng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra, tại vì mình nghĩ là các bạn cũng đã xem video của mình rồi, thì mới coi hết video của mình rồi, thì mới cảm thấy bực hay là cảm thấy không vừa ý, thì mới để lại những lời chửi mắng như vậy. Cũng cảm ơn các bạn bỏ thời gian ra để viết vài dòng cho mình nhé. Thì ở trên đời này mà đi học nè, được cấp sách đến trường, được biết học chữ, những chữ cái, được học chữ, đọc chữ, viết chữ, đó là có kiến thức. Những người có kiến thức chưa chắc đã có ý thức, đúng không mọi người? Thì mình nhớ vậy đó, là cái miệng nó xinh thế chỉ nói điều hay thôi, chứ không thể nào mà nói những cái lời lẽ mà không có hay được. Những cái chuyện buồn đó, những cái lời comment buồn đó thôi cho qua đi. Cái gì qua rồi thì qua đi, mình chỉ giữ lại những cái gì đẹp thôi. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người, 1.000 người đã subscribe vào channel của mình. Bây giờ mọi người thấy là cô ba nhỏ rất là excited, rất là vui đúng không? Tại vì 1.000 người là cũng nhiều lắm chứ bộ. Thì mình sẽ tiếp tục cố gắng làm thêm những video nữa cho mọi người xem, và mong là giúp ích được cho 1-2-3 người trên thế giới này. Sẵn luôn video này, mình nói luôn cái này nha. Bắt đầu từ cái video sau thì mình sẽ không có gọi là mọi người nữa, mình sẽ nói là các bạn, được không? Tuy là cái người coi video của cô ba nhỏ có thể là tuổi cha, tuổi chú, tuổi ba mẹ của mình, lớn hơn nữa tuổi, bằng tuổi ông bà của mình, gọi là mọi người thì nghe nó hơi xa lạ, gọi là các bạn đi nha. Thì xin phép mình, xin phép cho cô ba nhỏ được gọi mọi người là các bạn nhé. Thì từ video sau trở đi thì cô ba nhỏ xin được gọi các bạn là các bạn, mọi người là mọi người, mọi người là các bạn nha. Tại vì thì thôi mình làm bạn với nhau đi, là chị bạn, anh bạn, chú bạn, em bạn, đều là bạn được hết trơn á nha. Ok, hôm nay mình rất là vui luôn. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra 14-15 phút để nghe cô ba nhỏ nói nhảm. Và 1.000 subscribers, yeah. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tinh thần cho cô ba nhỏ rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nghe cô ba nhỏ nói rất là nhiều. Và mình sẽ cố gắng làm thêm những video khác nữa hay cho mọi người học hỏi thêm nhé. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại lần sau. Ai chưa đăng ký, ai chưa subscribe thì bấm nút subscribe liền nha. Ok, đó là ủng hộ tinh thần cho cô ba nhỏ để có thêm nhiều động lực để làm thêm những video mới nha. Rồi, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye.